hướng dẫn dây ấn huyệt thừa sơn chữa bệnh trĩ. Để dây ấn và bấm huyệt thừa sơn, ngoài việc dùng ngón tay, người bệnh có thể sử dụng các vật có đầu nhọn tương tự như đầu đũa hay đầu bút bi hết mực để việc tác động vào huyệt được chính xác hơn. Tiến hành bấm huyệt, chúng ta chỉ cần làm theo các bước như sau. Đặt chân phải gác lên chân trái, một tay giữ bắp chân, một tay dùng chiếc bút bi ấn mạnh vào huyệt đạo. Lặp lại thao tác này đối với chân còn lại. Đặt chân trái lên chân phải, tác động lực mạnh vào đúng huyệt. Phương pháp này cần thực hiện nhiều lần, dây huyệt linh động khoảng 10 lần. Dây huyệt đến khi có cảm giác đau nhói, không chịu được thì các bạn bỏ ra, sau đó lại tiếp tục bấm. Để đạt được kết quả tốt nhất, người bệnh nên thực hiện cách bấm huyệt này từ 1 đến 2 lần mỗi ngày.